Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những chuyến bay giải cứu bóc cổ đồng bào hồi hương. Với chiêu bài giải cứu công dân, nhưng người Việt Nam ở hải ngoại đã bị chặt chém với giá máy bay độc quyền cao trên trời. Kèm theo đó là dịch vụ cách ly COVID-19 kiểu cơm tủ, cơm nhốt tại các khách sạn cùng với giá chặt chém bị chỉ định bởi các hãng hàng không là vấn nạn mới phát sinh trong cơn đại dịch COVID vừa qua. Hai chữ đồng bào hay kiều bào đã trở thành đối tượng cho các hãng hàng không tha hồ bóp nặn với đủ lý do được phụ họa bởi chính sách kiểm soát nhân danh dịch bệnh, bất chấp đó là con dân của mình trở về quê hương. Đây là hình ảnh bài báo trên trang báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn kêu gọi chấm dứt các chuyến bay kiểu giải cứu đối với đồng bào hồi hương. Tác giả Đảo Loan trong bài viết trên trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho rằng nên kết thúc sứ mệnh của các chuyến bay hồi hương, những chuyến bay mà hồi giữa năm ngoái từng khoác mỹ từ như giải cứu, bởi lẽ đối tượng được giải cứu phải trả chi phí gấp 4-5 lần mức bình thường. Ngay dưới bài báo ấy, một bạn đọc đã phản hồi rằng thật vô lý và ngang trái. Bà con người Việt sinh sống và học tập ở nước ngoài vốn đã chẳng dư giả gì, mất việc làm do dịch Covid, không nơi bấu víu, phải về quê hương nương náu với người thân, nhưng giá vé hồi hương cao quá, vay mượn để về biết bao giờ trả hết nợ. Vô lý hơn nữa là các doanh nhân Việt có việc ra nước ngoài tìm kiếm đối tác, trang thiết bị phục vụ sản xuất, khi rời Việt Nam thì bay thoải mái với các hãng không của Emirates, Qatar với giá vé cực rẻ, nhưng khi trở về thì chẳng ai. Họ phải đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, chờ đợi xét duyệt, còn bay theo các chuyến bay thuê chuyến của dịch vụ du lịch thì phải trả từ 70 đến 100 triệu đồng. Không phải doanh nghiệp nào cũng kham được trong thời Covid. Cái mất nhiều hơn là thời gian chờ đợi, trong khi hàng ngày vẫn có rất nhiều chuyến bay rỗng của các hãng đến Việt Nam. Và tại sao chính phủ không cho phép các doanh nhân khi ra nước ngoài công tác chỉ cần đăng ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hay Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, để khi trở về họ có thể bay với bất cứ hãng hàng không nào về đến Việt Nam tự đăng ký cách ly tại nơi cư trú hoặc khách sạn như các nước đã và đang làm. Nếu cứ duy trì như hiện nay, chắc chắn hành khách Việt Nam sẽ không cần gắn bó với hãng hàng không Việt Nam nữa. Đây là hình ảnh nhóm người Việt Nam từ hải ngoại về nước vào hôm 3 tháng 12 bay nhờ đường Campuchia để giảm chi phí bị chặt chém. Tờ báo Sài Gòn cũng nêu vấn đề rằng không ai hiểu được vì sao tháng nào cũng có rất nhiều hãng hàng không ngoại quốc thực hiện các chuyến bay không tải vào Việt Nam để đưa người từ Việt Nam đi các nơi. Trong khi chính phủ các quốc gia khác, kể cả những nước lân bang với Việt Nam như Thái Lan, mua lại chỗ trên những chuyến bay không tải vào Thái Lan để đưa công dân Thái hồi hương, thì chính phủ Việt Nam không hề làm như thế. Việt Nam tổ chức những chuyến bay không tải từ Việt Nam đi một số nơi để đưa công dân Việt Nam hồi hương và bắt họ phải trả chi phí gấp 4-5 lần mức bình thường. Ngoài tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Vietnamnet cũng đề cập đến nghịch lý mà những người Việt cần hồi hương cũng như đang phải chấp nhận những nơi ở góc độ khác nhau để không bị cả hệ thống, tức là cơ quan ngoại giao và một số doanh nghiệp hàng không, du lịch, lưu trú thi nhau bóp nặng. Có người mất vài trăm triệu đồng. Nhiều người Việt từ Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ cần hồi hương đã mua vé máy bay đến Campuchia, rồi từ Campuchia đi theo đường bộ về Việt Nam và tự chọn nơi cách ly không cần phải bay về Đà Nẵng, Nha Trang, rồi phải ở trong những resort, khách sạn sang trọng của VinGroup ở miền Trung. Gần như không có ai có cảm giác ngạo nghễ đối với những chuyến bay giải cứu hồi hương. Hàng chục phản hồi sôi nổi của độc giả với bài viết gian truân về quê mẹ, lận đô la bay qua Campuchia rồi vật vã xe đỏ về tới Việt Nam trên báo Vietnamnet với thái độ ngao ngán, phẫn nộ. Bạn đọc tên là Che thì biết rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất đóng cửa bầu trời đối với công dân của chính mình. Đây là hình ảnh bài báo trên Vietnamnet về hành trình gian truân vật vã nhờ quá cảnh nước bạn Campuchia, nhưng là giải pháp chi phí hợp lý tránh được máy chém của các hãng hàng không Việt Nam. Bạn đọc người Việt Nam xa xứ than rằng lẽ ra tổ quốc phải là nhà, quê hương phải giang tay đón đứa con em trở về thì lại tạo muôn trùng khó khăn. Bạn tên là Trung thì cảm thán, ôi, đây có còn là quê hương nữa hay không? Bạn đọc Mạnh Hùng thì nói, không thể nói các lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài không có phần, vì muốn được xuất trên máy bay mỗi chuyến
phải nộp tới 600 đô la trong vé. Trung Kiên thì nhận định giải cứu đồng bào mà người ta cắt cổ, vé do đại sứ quán xét nhưng có mấy vé đúng đối tượng, tuồn hết ra chợ đen, trong ngoài câu kết móc túi công dân, nhà nước không thu được đồng nào cho ngân sách. Bạn đọc Đỗ Blog Polak thì nhận định các chuyến bay thuê bay theo chuyến tiếng là do chính phủ bảo trợ rõ ràng và có sự lợi ích nhóm chi phối nên liên kết giữa Vietnam Airlines và đại lý máy bay tên là An Bình, các khách sạn mới thu cả 100 triệu đồng mỗi người. Và tiền đó đút vào túi ai? Hãy thanh tra ngay Vietnam Airlines, An Bình, đó là sân sau của ai, ăn chia như thế nào? Bạn đọc tên là Nên Yêu Nước thì góp ý rằng, Polak, bạn không biết những chuyện kinh khủng phía sau giấy phép cho chuyến bay, chuyến đó về tỉnh nào họ ăn tàn nhẫn. Hãng bay, công ty du lịch và lưu trú không nhận được bao nhiêu tiền. Tiền đi đâu các bạn tự hiểu. Bạn Huỳnh Thanh Hùng thì muốn rằng Quốc hội cho thanh tra kiểm toán xem giá của máy bay giải cứu là bao nhiêu, thực sự đóng thuế là bao nhiêu thì sẽ lòi ra nhiều khoản khó giải trình vì không dễ hợp thức hóa. Bạn Linh Trần thì bảo ai cũng nhìn ra đó là lợi ích nhóm, dùng thủ tục để gây khó khăn cho một nhóm hưởng lợi. Đây là hình ảnh một nhóm hành khách về nước vào tháng 11 năm 2021 qua Campuchia đang chở đi cách ly ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đó cũng là lý do bạn Đinh Văn Vị nói rằng ước gì ông Thủ tướng đọc được bài này. Trang Vietnamnet cũng kể lại câu chuyện gian truân của những khúc ruột ngàn dặm như sau. Ngày 29 tháng 11, tôi mua vé hãng Korea Airlines từ Los Angeles, Hoa Kỳ về Phnom Penh, Campuchia với giá 1.140 đô la. Sáng ngày 4 tháng 12, tôi lên máy bay từ phi trường. Chuyến bay hầu như không còn chỗ trống. Máy bay lớn như ước tính có tới 35-40% là người Việt vì thấy nói tiếng quê hương ríu rít. Họ đều về Phnom Penh cả. Ra khỏi cửa sân bay, rất nhiều taxi tiếp hàng, chở khách. Tôi trả 15 đô la cho quốc taxi của mình. Người dân Campuchia thích đô la nên chịu khó mang theo nhiều đồng đô la lẻ để thuận tiện thanh toán. Check euro cũng được chấp nhận. Tôi book là trước một resort sân vườn 5 sao, nằm trong thủ đô, giá một đêm bao ăn là khoảng 45 đô la. 10 giờ sáng, tài xế xe người Việt chở tôi ra cửa khẩu và tính phí mỗi chuyến từ 80 đến 90 đô la. 14 giờ chiều, xe tới cửa khẩu. Khi tới cửa khẩu Campuchia, tôi thuê xe tuk tuk hết 1.000 ria Campuchia, tức là khoảng 55 đồng và tiếp thêm 2 đô la. Tôi đưa thêm 10 đô la cho nhân viên cửa khẩu nước bạn, họ đóng dấu và cho đi. Tính ra, tổng chi phí về nước hết khoảng 1.800 đến 1.900 đô la, tức là khoảng 44 triệu đồng. Mà lỡ không may, có tới ngày test Covid, có trục trặc gì sẽ mất luôn tiền, không được trả lại một đồng nào. Đây là hình ảnh trạm xe bus gần cửa khẩu quốc tế Ba Vét, Campuchia. Bên kia là cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Người Việt Nam có thể đi xe bus từ Phnom Penh đến đây mức giá khoảng 6 đô. Vì sao quá gian truân đến như vậy? Trên đây là toàn bộ hành trình hồi hương của một công dân Việt Nam có nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị vẫn đang ở một khách sạn cách ly tại Tây Ninh. Diễn đàn nơi chị trao đổi thông tin hiện đã có khoảng gần 10.000 thành viên tham gia. Họ ở khắp các quốc gia trên thế giới như Úc, Hoa Kỳ, Canada, Đức, cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm tự về nước qua đường Campuchia. Diễn đàn cũng thống nhất nội quy nói không với quảng cáo và nói không với những chuyến bay giải cứu. Họ cùng giúp nhau tìm đường về quê mẹ và đã có rất nhiều người Việt trở về theo cách này. Không may mắn như trên nhiều thành viên của diễn đàn trước đó, bạn của tiến sĩ Lương Hoàng Nam từ Hoa Kỳ về Việt Nam phải trả số tiền lên tới 150 triệu, tới 240 triệu đồng. So sánh với mức giá của các chuyến bay giải cứu của Vietnam Airlines giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 có ghi chi phí là 1.200 đô từ Hoa Kỳ và 1.600 đô từ Canada thì số tiền để công dân Việt Nam hồi hương đã tăng lên 3, 4, 5, thậm chí 6 lần. Đó là giá gói combo về nước mà khách hàng trả cho đại lý. Câu hỏi đặt ra là với sự chênh lệch lớn như vậy thì tiền sẽ chảy vào túi ai? Túi của các hãng hàng không hay túi của các cơ sở lưu trú? Các đại lý sẽ hưởng lợi được bao nhiêu từ hành trình hồi hương của đồng bào ta? Chúng ta thừa hiểu câu chuyện ở đây là gì. Không thể vì lợi ích của một số đường dây chặt chém như vậy. Ông Nam đã nói với phóng viên của báo Vietnamnet như thế. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bang Giao Trung Việt liệu có phải là sự im lặng trước cơn bão hay không? Đảng Cộng sản Việt Nam sắp khép lại một đường quyền với ngoạn mục
chỉ thêm mảnh ghép cuối là có thể Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng sẽ sang Bắc Kinh là bức họa được hoàn chỉnh. Nhưng bức tranh Vân Cẩu ấy vẫn chưa thể hoàn thành và chưa thể biết bao giờ mới xong. Xong hội đàm giữa Bùi Thanh Sơn và Vương Nghị vào ngày 2 tháng 12, nếu hàng đoàn xe chở nông sản Việt Nam qua biên giới được thông quan và mọi chuyện vẫn yên ắng, thì không gian yên ắng ấy có phải là sự im lặng trước cơn bão hay không? Trung Quốc vẫn thế, mỗi lần muốn ép Việt Nam thì họ chặn biên giới không cho hàng nhập khẩu. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 11 tháng 9. Một sứ mệnh rất quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc từ mùng 2 đến mùng 4 vừa qua của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn là góp phần làm phẳng bớt các trở ngại tồn tại lâu nay trong bang giao Việt Nam và Trung Quốc. Để nếu mọi điều kiện hội đủ, một đảng lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam có thể tiến hành cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo đảng hoặc nhà nước Trung Quốc trong thời gian tới. Với Bắc Kinh, cái gì cũng phải đặc biệt. Nếu như các nước đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, thì với Bắc Kinh, rắn phải rẽ thêm chân, đó là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Với một đối tác hợp tác chiến lược toàn diện như thế, mà cho đến nay lãnh đạo trong bộ tứ chưa có ai sang Trung Quốc là một điều không bình thường. Trung Quốc sẽ làm gì để dằn mặt Việt Nam đây? Câu hỏi cũng được đặt ra. Dự đoán là sẽ có tiếp xúc cấp cao giữa Hà Nội và Bắc Kinh dựa trên cơ sở. Thứ nhất, từ đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến trước đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là khoảng thời gian lãnh đạo hai nước cần phối hợp tầm vĩ mô một số chủ trương mà phía Trung Quốc muốn Hà Nội nương theo đó mà hành động. Thứ hai, Trung Quốc hiểu muốn giải tỏa bế tắc của hồ sơ COC thì phải khai thông từ Việt Nam. Những tồn tại này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến đại cục giữa Trung Quốc với các nước lớn khác, trước hết là với Hoa Kỳ. Thứ ba là Trung Quốc thật sự muốn có cái gì đó để có thể nói trong khu vực và trên thế giới. Nội dung đối tác chiến lược toàn diện vừa thỏa thuận với ASEAN không chỉ là sản phẩm tuyên truyền. Đây là hình ảnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc vào ngày 26 tháng 10. Thứ tư, thông qua Việt Nam, Trung Quốc muốn hình thành một hợp tác lực lượng chống lại liên minh quân sự ba nước Anh, Mỹ, Úc và chiến lược tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở để giành giật ảnh hưởng với Mỹ trong vùng, thúc đẩy dự án sáng kiến vành đai và con đường đang có dấu hiệu chao đảo trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mỹ Kamala Harris cũng sang động viên Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Và nghi ngờ Việt Nam tự tin hơn trên vấn đề Biển Đông nhờ chuyến thăm của bà Harris, Trung Quốc đã chỉ đạo báo chí chọc gậy bánh xe bang giao giữa Việt Nam và Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm ba nước châu Âu, Áo, Bỉ, Phần Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Anh, Pháp và Nhật Bản. Trung Quốc cũng theo dõi rất sát, nhưng không có phản ứng công khai như khi Việt Nam đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận được sự cam kết của Tổng thống Putin là không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba làm phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Việt Nam. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều ngày 30 tháng 11 tại thủ đô Moscow. Đối với các hợp đồng mà Hà Nội mua tên lửa hay máy bay chiến đấu hiện đại của Nga, Trung Quốc cũng im lặng. Thậm chí sau khi các thỏa thuận dầu khí với Nga, cách mà Việt Nam đối trọng lại với sự quấy nhiễu của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh vẫn bỏ qua. Liệu tất cả sự bỏ qua này có phải là sự im lặng trước cơn bão hay không? Đây chính là câu hỏi đang được đặt ra. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc hay Phạm Minh Chính tới đây sang Bắc Kinh, Trung Quốc có thể dằn mặt Việt Nam theo cách nào? Hàng chục năm có lẽ trở lại đây, mỗi lần trước khi tiếp xúc cấp cao Việt Nam và Trung Quốc, Bắc Kinh bao giờ cũng gây ra sự cố trên đất liền hoặc biển để ép Việt Nam. Lần này, liệu Trung Quốc sẽ làm gì trên biển đảo để ép buộc Việt Nam trong đàm phán COC hay áp đặt một chủ trương liên quan để bày binh bố trận ở Đông Nam Á? Thông cáo báo chí của cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn và Vương Nghị rất kiệm lời về nội dung. Điều ngạc nhiên là Tân Hoa Xã còn ít lời hơn cả Thông tấn Xã của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam vào hôm 2 tháng 12 cho hay trong chuyến viếng thăm Trung Quốc đang diễn ra của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị loan báo Trung Quốc viện trợ thêm cho Việt Nam hơn 20 triệu nhân dân tệ
tức là khoảng 3,1 triệu đô la để mua sắm thiết bị vật tư phòng chống dịch và 500.000 liều thuốc trích ngừa COVID-19. Cũng phải đọc hiểu giữa hai hàng chữ Tân Hoa Xã, chỉ có bản tin vắn tắt về cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và ông Bùi Thanh Sơn tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày nói trên. Bản tin này tường thuật lời ông Vương Nghị kêu gọi phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, lành mạnh và ổn định. Tân Hoa Xã cũng thuận lời ông Bùi Thanh Sơn nói Việt Nam luôn hậu thuẫn cho Trung Quốc, đóng vai trò lớn hơn trên chính trường quốc tế. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào hôm 25 tháng 8 tại Hà Nội. Tân Hoa Xã cũng viết rằng hai bên đồng ý tăng cường lãnh đạo chính trị, làm sâu sắc hơn các hợp tác đem lại lợi ích chung và nâng cao sự hợp tác đối phó với đại dịch. Thông tấn xã Việt Nam viết dài dòng hơn cho biết Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thông báo rằng dù dịch bệnh hoành hành gây nhiều trở ngại, từ đầu năm đến nay lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước vẫn duy trì tiếp xúc thường xuyên và định ra phương hướng lớn trong hợp tác giữa hai đảng, hai nước và tạo động lực quan trọng trong góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, hợp tác kinh tế duy trì đã tăng trưởng tích cực với kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm đạt 133,65 tỷ đô la, tăng 30% vượt kim ngạch của cả năm 2020. Hai bên cũng nhất trí cho rằng việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Trên thực tế, Bắc Kinh đã viện trợ thêm cho Hà Nội chống dịch một tuần lễ sau khi Washington loan báo tặng thêm cho Hà Nội hơn 2 triệu liều thuốc ngừa COVID-19, nâng tổng số vaccine nước Mỹ tặng cho Việt Nam lên hơn 20 triệu liều, không kể một số lớn trang thiết bị y tế để đối phó với đại dịch. Liên quan đến đại dịch, báo chí trong nước giải thích do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung Quốc siết chặt kiểm soát người và hàng qua biên giới, dẫn đến tình trạng xe tải, container chở hàng ùn tắc ở cửa khẩu Tân Thanh. Đây là hình ảnh xe giao hàng xuất khẩu nông sản từ Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh luôn trong tình trạng quá tải. Trung bình mỗi ngày gần 200 xe được thông quan ở Bò Trải, Trung Quốc. Tuy nhiên, do lượng xe hàng từ các nơi đổ về Tân Thanh mỗi lúc một nhiều, cửa khẩu Tân Thanh luôn trong tình trạng quá tải. Bên cạnh bến Bảo Nguyên, tại khu vực phi thuế quan Park Luống thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, còn có trên 1.000 xe đỗ dừng. Và tại đường tránh quốc lộ 4A thuộc xã Tân Mỹ, Văn Lãng, còn có khoảng 200 xe đang chờ đến lượt xuất khẩu. Trung Quốc cũng tạm dừng nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu đúng thời điểm các tỉnh miền Trung, miền Nam vào vụ thu hoạch của một số mặt hàng nông sản, hoa chủ lực như mít, xoài, thanh long. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Sơn còn được cho là sự đáp lễ chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Vương Nghị có mặt ở Hà Nội từ hôm 10 đến 12 tháng 9. Chuyến thăm ấy trùng với thời gian Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 12 tháng 9. Nhưng đúng vào ngày họ Vương đến Hà Nội, Trung Quốc cho phong tỏa các khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 để phục vụ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Đồng thời trước đó đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông. Dường như đây là sự đe dọa với Việt Nam nếu Việt Nam quá gần với Mỹ. Truyền thông Việt Nam đưa tin về các hoạt động bắt nạt của Trung Quốc nhưng không dám bình luận, chỉ dẫn nguồn từ thông báo của Cục Hàng hải Trung Quốc và video đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Thật là một cuộc né tránh rất đặc biệt.